ô đai lớn chút nào, chạy đều hả 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 chạy vậy đó, ô đai là khởi đại cái lên nha. Ờ, để em lo cho. Kè thông kè chở. Nó thủng ấy. Nói về anh ta nói không qua, không có thủng nữa. Ngon bắt cái khổ. Máy này 100kg không? Cái đó, nó để thủng kìa. Thôi thủng rồi, phải chứ. Chắc phải cái chậm đó. Ừ, được không? Để được không? Ơi, 65 rồi.